Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn thứ năm ngày 6 tháng 2 năm 2020 của kênh truyền hình VTC14. Mở đầu bản tin là thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông xảy ra trong ngày hôm nay do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Bộ Công an cung cấp. Toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 12 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 13 người, bị thương 11 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, bị thương 1 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.628 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 543 phương tiện các loại, tước 449 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 327 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sáng nay, ngày 6 tháng 2, một tàu chở hàng đang lưu thông trên sông Kinh Thầy, Hải Dương. Khi đến khu vực bến Phà Mây thì bất ngờ xảy ra va chạm với một phà chở khách tại đây, khiến nhiều hành khách hoảng loạn đã phải nhảy xuống nước thoát thân. Sở Giao thông Vận tải Hải Dương xác nhận, vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 6 tháng 2, tàu chở hàng cỡ lớn mang số hiệu BN1125 lưu thông trên sông Kinh Thầy. Khi tàu đi đến khu vực Phà Mây, đã bất ngờ đâm vào phà HD0198 đang chở rất đông hành khách đang lưu thông qua sông, từ phía thị xã Kinh Môn sang huyện Kim Thành. Vụ va chạm xảy ra khiến nhiều hành khách đi phà hoảng loạn đã nhảy xuống sông thoát thân và bơi được vào bờ trong làn nước lạnh giá. Rất may mắn đã không có hành khách nào thiệt mạng, tài sản của nhiều hành khách cũng không có thiệt hại gì nhiều. Được biết, vụ va chạm không gây thiệt hại về người, tài sản trên tàu hàng và phà cũng không bị ảnh hưởng. Hai phương tiện chỉ bị móp méo nhẹ, nên sau vụ va chạm, hai phương tiện đã được tiếp tục lưu thông bình thường. Cũng trong sáng nay, vào khoảng 7 giờ, đoàn tàu hỏa mang số hiệu SE25 xuất phát từ Quảng Ngãi đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ gặp sự cố trật bánh khỏi đường ray, khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt trong hơn 3 giờ đồng hồ. Cụ thể, đoàn tàu SE25 khi đến địa bàn xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam thì bất ngờ gặp sự cố, toa số 9 của tàu bị trật bánh khỏi đường ray, khiến cả đoàn tàu chao đảo. Vị trí tàu SE25 bị trật đường ray nằm ngay cạnh vị trí cũ mà tàu hỏa SE7 cũng vừa bị sự cố tương tự cách đây chỉ nửa tháng. Sự cố xảy ra làm cho tuyến đường sắt Bắc Nam qua Bình Thuận tê liệt hơn 2 giờ đồng hồ, gần 100 hành khách trên tàu SE25 mắc kẹt trên các toa tàu. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị liên quan đã có mặt khắc phục. 4 toa tàu phía trước đã được kéo về ga Bình Thuận và các công nhân kỹ thuật tách toa số 9 để nâng lên vị trí đường ray. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Thủ tướng về việc đến hạn trả nợ gốc khoản vay cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông. Dự kiến đến năm 2020 phải trả khoảng 152 tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng để trả nợ các khoản chi phí liên quan trong giai đoạn xây dựng dự án. Nghĩa vụ này chỉ kết thúc khi bàn giao dự án cho Hà Nội khai thác và tiếp nhận nghĩa vụ nợ liên quan. Bộ Giao thông Vận tải hiện đã bố trí 400 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư dự án để trả nợ gốc cho tới khi bàn giao dự án cho Hà Nội. Theo Ban Quản lý Dự án Đường sắt, hiện số nợ gốc cho dự án lên trên 398 tỷ đồng. Số vốn trả nợ gốc còn lại trong tổng mức đầu tư chỉ còn 1.957 tỷ đồng, trong khi dự kiến nợ gốc cho năm 2020 phải bố trí trả lên trên 152 tỷ đồng. Tình hình dịch bệnh do virus corona diễn biến phức tạp cũng làm ảnh hưởng đến việc triển khai dự án khi các chuyên gia Trung Quốc thực hiện dự án đã về nước nghỉ Tết Nguyên đán không thể quay trở lại. Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được thực hiện từ tháng 10 năm 2011, tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định Khung ký ngày 30 tháng 5 năm 2008 giữa hai chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã cho thành lập tổ chức giám định nguyên nhân vụ tuyến đường tắc thủ Vàm Đá Bạc đoạn qua nông trường 402 thuộc ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời bị sụt lún, hư hỏng nặng. Tổ điều tra có trách nhiệm thực hiện việc giám định nguyên nhân sự cố công trình theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm tổng hợp cung cấp cho tổ điều tra sự cố toàn bộ hồ sơ, tài liệu, các văn bản liên quan để phục vụ cho công việc giám định nguyên nhân sự cố. Theo báo cáo, dự án có trị giá trên 702 tỷ đồng,
trong đó tổng vốn đầu tư là 593 tỷ đồng, lãi vốn vay 55 tỷ đồng, lợi nhuận 53 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thực hiện dự án, vốn chủ sở hữu là hơn 89 tỷ đồng, vốn vay là hơn 504 tỷ đồng. Ban quản lý đường sắt đô thị số 1 và liên danh các nhà thầu vừa đã ký biên bản ghi nhớ nhằm hoàn thành 85% khối lượng công trình metro số 1 trong năm 2020. Việc phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công công trình metro số 1 thể hiện sự quyết tâm, khẩn trương để sớm hoàn thành tuyến metro số 1 theo kế hoạch. Đến cuối tháng 1 năm 2020, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 70% với hơn 35 triệu giờ lao động an toàn. Tuy nhiên, thời gian qua dự án cũng có nhiều vướng mắc, một số hạng mục thi công còn chậm so với kế hoạch đề ra. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu chưa đồng bộ. Ban quản lý đường sắt đô thị hiện cam kết sẽ tổ chức thi công khoa học, phối hợp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 85% khối lượng của dự án trong năm 2020, đảm bảo an toàn, chất lượng và phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2021. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự án xây dựng đường nối thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao huyện Văn Chấn - Yên Bái có chiều dài 52 km, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Về phạm vi, điểm đầu nút giao IC14 của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điểm cuối tại vị trí giao với quốc lộ 32, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Nguồn vốn đầu tư sử dụng vốn vay Ngân hàng Châu Á ADB, vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Úc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái trong quá trình triển khai dự án đầu tư, đảm bảo tiết kiệm tối đa kinh phí đầu tư xây dựng. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 949 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó đã chấp thuận đầu tư xây dựng tuyến nối Nghĩa Lộ - Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tuyến 2 và giao Bộ Giao thông Vận tải triển khai các thủ tục đưa tuyến đường vào hệ thống đường quốc lộ sau khi thực hiện đầu tư. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội vừa cho biết do lịch học sau Tết của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề có điều chỉnh vì dịch corona. Do đó, từ ngày 6 cho tới hết ngày 9 tháng 2 năm 2020 sẽ điều chỉnh giảm thời gian và phí đổi trả vé cho học sinh, sinh viên mua vé các tàu thống nhất SE1, SE5 và SE9. Thời gian đổi trả vé tối thiểu trước 4 giờ tàu chạy. Phí đổi trả vé là 10% giá in trên thẻ lên tàu hỏa. Trước đó, ngành đường sắt áp dụng mức khấu trừ giả vé, đổi vé là 30% đối với các vé tàu đi trong khoảng thời gian từ 27 tháng 1 cho tới hết ngày 9 tháng 2 năm 2020 đối với tàu số lẻ. Thời gian đổi trả vé trước giờ tàu chạy là 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể. Cũng theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, ngoài thực hiện chính sách trên, đơn vị đang triển khai giảm 28-30% giá vé giường nằm các tàu thống nhất SE1, SE5, SE9 chạy các ngày từ 6 đến ngày 9 tháng 2. Tương tự, sinh viên và học sinh đã mua vé đi tàu của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ được miễn toàn bộ phí đổi vé, còn nếu trả vé mới phải chịu phí trả vé theo quy định. Nếu ai đã bị thu phí trả vé là 30% tiền vé, sẽ được giải quyết trả lại bớt tiền phí đã thu, chỉ còn thu 10%. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một số tin vắn giao thông đáng chú ý khác. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 2. Thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 81A19215 chưa rõ người điều khiển chạy trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng - Kon Tum đến khu vực thuộc xã Cà Di, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Chiếc ô tô bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội, khiến hai người ngồi trên xe tử vong do không kịp thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tham gia công tác cứu nạn, điều tiết giao thông qua khu vực cháy xe. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Hãng hàng không Bamboo Airways cho biết Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép bay quốc tế cho hãng khai thác đường bay thẳng kết nối Hà Nội với thủ đô Praha thuộc Cộng hòa Séc. Hãng dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên trên chặng bay Hà Nội-Praha vào ngày 29 tháng 3 với tần suất 2 chuyến một tuần. Tần suất bay sẽ tăng dần để phục vụ nhu cầu thực tế của hành khách. Vé chặng bay sẽ được Bamboo Airways mở bán chính thức tại Việt Nam từ ngày 5 tháng 2 và tại nước ngoài từ ngày 10 tháng 2. Thời gian bay dự kiến là 11 tiếng 20 phút đối với chiều Hà Nội-Praha và 10 tiếng 20 phút đối với chiều Praha-Hà Nội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tiểu dự án, giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ-La Sơn. Theo đó, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý 1 năm 2020, thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu di rời hệ thống thông tin liên lạc 10 ngày và thời gian thực hiện gói thầu di rời hệ thống điện là 30 ngày. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Cam Lộ – La Sơn có tổng chiều dài 98,35 km. Ngày 6 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau cho biết với yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tạm dừng tất cả các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô và mô tô. Việc tạm dừng sẽ được áp dụng kể từ ngày 5 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới nhằm hạn chế tập trung đông người để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra lây lan. Đồng thời cũng yêu cầu cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe phối hợp với các cơ quan y tế tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngày 6 tháng 2, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết là một trong 3 sân bay dự kiến hạ cánh các chuyến bay đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước. Sân bay Cần Thơ đã lên kế hoạch sẵn sàng phối hợp. Cụ thể, sẽ lập phương án nhân sự, quy trình phục vụ, vị trí đỗ biệt lập để phục vụ các chuyến bay về từ vùng dịch, cũng như quy trình phối hợp với quân khu, khu vực và các tỉnh, thành phố trong công tác chuyển giao hành khách. Cùng với việc chuẩn bị đón các chuyến bay, công tác phòng chống ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona cũng đang được triển khai chặt chẽ tại đơn vị. Các hành khách quốc tế khi đến Cần Thơ được bố trí kiểm soát thân nhiệt, trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sẽ được bố trí vào khu vực cách ly. Trước diễn biến của dịch corona, để phòng chống sự lây lan bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV, cùng với nhiều đơn vị vận tải, Tập đoàn Mai Linh đã có những phản ứng nhanh và kịp thời bảo vệ lái xe, hành khách và cộng đồng bằng nhiều biện pháp quyết liệt và hành động cụ thể, đảm bảo cho các phương tiện giao thông công cộng trở nên an toàn hơn đối với hành khách. Phần nội dung này cũng sẽ khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Phát khẩu trang miễn phí cho lái xe và khách hàng đi taxi trên khắp 63 tỉnh thành, 4 huyện đảo. Đây là hành động tức thời đầu tiên của taxi Mai Linh trước diễn biến phức tạp của dịch corona. Nhằm bảo vệ lái xe, hành khách và cộng đồng, Tập đoàn Mai Linh đã có những phản ứng nhanh và kịp thời. Thì với một cái doanh nghiệp có mặt ở 63 tỉnh thành và 4 huyện đảo, 18.000 đầu phương tiện, 30.000 cán bộ công nhân viên đang ngày đêm phục vụ khách hàng. Mục tiêu của chính phủ là làm sao thắng được đại dịch này. Tôi nghĩ rằng cái điều đó nó là một mệnh lệnh cho người dân và đặc biệt cho doanh nghiệp chúng tôi. Doanh nghiệp là doanh nghiệp phục vụ hàng ngày hàng triệu khách hàng trong cái hoạt động dịch vụ của chúng tôi phục vụ. Thì trước tiên là chúng tôi giáo dục cán bộ công nhân viên giao nhiệm vụ là phải tẩy uế xe cộ hàng ngày, quần áo trang phục sạch sẽ và đeo khẩu trang cũng như nước rửa tay. Và nếu khách hàng của mình mà chưa có khẩu trang thì phát khẩu trang miễn phí cho khách hàng. Chúng tôi còn tiếp tục là theo dõi, giám sát cái hoạt động của anh em lái xe, hỗ trợ cho họ, tư vấn cho họ và bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc những cái chỉ đạo của chính phủ. Đặc biệt là Bộ Y tế cũng như là các sở y tế địa phương mà hướng dẫn thì Mai Linh sẽ là những cái đơn vị đi đầu để hướng dẫn cho anh em, đào tạo cho anh em phòng dịch và tiếp tục theo dõi cho đến khi mà thắng được cái trận dịch này cũng như giống như là một cái trận chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc vậy.
tổ phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh được thành lập. Đầu tư hơn 7 tỷ mua sắm các trang thiết bị cho người lao động như khẩu trang, găng tay y tế, nước rửa tay, thuốc diệt trùng, sát khuẩn tay nắm và máy lạnh xe taxi cho toàn hệ thống 63 tỉnh thành, 4 huyện đảo. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền trang bị đầy đủ kiến thức phòng tránh lây nhiễm virus. Có thể thấy, trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ lan rộng như hiện nay, những hành động này của Taxi Mê Linh là cần thiết, được các tài xế và nhiều hành khách ủng hộ.